Dạ. Ủa, chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái con bò sữa tăng động đó tên là Taco nha. Và nó lao về phía mình, nó đủ sức để quật ngã mình nếu muốn luôn á. Hay là vẫn còn đứng vững. Xong tới con vàng này tới nữa rồi. Nghe tiếng thở là biết luôn á. Lạng đề nữa rồi. Anh chỉ cho người em nhờ. Đâu có chỉ vô cái mặt chứ phải chỉ vô cái người đâu. À rồi, anh chỉ vô mặt em đừng chỉ á. Sao tự nhiên tới đây cái lăn đùng nó ngủ hết vậy hả? Đúng rồi. Đúng rồi, cho miếng lông đi đặt quá. Tốt mà anh có ngủ không? Không. Anh có nhắm anh thức được tới tối nay không? Nổi. Chắc không? Chắc. Còn cái cục này thì sao? Cái cục gì ạ? Mày nè. Hôm nay đi ngủ. Sao hành xử như mấy con có gì? Gì á? Gì á nấm? Con nấm kìa. Lần nào tới cũng vậy, như kiểu là thân quen, thân thuộc và thương lắm vậy á. Hơi cháy bứt rồi nè. À. Hóa diện quá ha. Thích lên vlog đúng không? Quay cái mặt qua đó. Chịu quen cách nào. Khổ quá. Rồi ok các bạn. Thường Phan Thị Nghĩa ơi, buồn mẹ vậy đó. Đừng có bắt mắt, đừng có trả lời. Dạ. Để làm khó rồi không? Không. Thôi đi, mình không quên thì lấy ai nhắc được mình. Đúng. Không bao giờ quên bữa tối kẹp hả? Chỉ có quên sáng thôi. Rồi. À không, anh làm bia để xem mà. Chưa. Em đi cho nó đẹp. Mày bữa mày nói mà. Tạm dừng video tí xíu, tại vì đây là đến lúc kể chuyện rồi. Các bạn thấy những cái cảnh quay đó, nếu mà bạn nào mà coi kênh mình từ trước rồi á thì sẽ biết là cái đợt này á là mình làm clip lâu rồi sao á. Chúng là cái đợt mà mình đi Bảo Lộc xong mình Đà Lạt luôn. Bảo Lộc xuất hiện ở đầu clip á, là lúc đó mình đang test con Sigma 1850 và cũng như là mang lên Đà Lạt để test luôn. Và đợt đi này á là gồm tới hai việc lận. Thứ nhất á là đi side check cho một cái buổi chụp ở cái địa điểm luôn, cái chỗ mình book á, là để có thứ nhất là vừa side check cho việc mà chụp album cưới của sắp tới, và đồng thời cũng là cái đích là ba cái rồi đúng không? Đồng thời á, cái thứ hai á cũng là địa điểm mình book thuê nguyên một ngày đó để quay MV. Xong rồi kiểu nếu mà các bạn nào mà thấy lo lo lướt những cái cảnh mà phong cách màu phim rồi không gian đẹp rồi đó thì chắc chắn cũng sẽ thấy cái không gian này xuất hiện lên không ít lần luôn, tên là Én Cốt Tịt. Khoan đã, đọc đúng vậy, để xíu. Bật cá tịt Én nè,
án nè, Cottage. Đọc là Cottage ha, mặc dù viết là Cottage nhưng mà đọc là Cottage. Nó là kiểu như là làng hay gì đó, nói chung tiếng Anh là chơi. Đó là án nè, Cottage ha. À, mình book cái phòng thuộc dạng cũng dạng mắc ở đó bạn. Tại vì án nè, Cottage đó nó có rất nhiều phòng ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà trên thực tế thì thật ra mình thấy không có phòng nào xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra hết. Lúc mà mình tham khảo ở trên trước cái chuyến đi này á, planning á, là mình cũng lướt qua một loạt những nơi có thể book rồi. Xong cái cũng muốn book chỗ này, ban đầu là tính book theo tiếng thôi, tại mình chỉ cần để quay MV là chính thôi chứ không ở. Tại vì cái giá ở mắc lắm các bạn, hình như là 2 triệu 6 đến 2 triệu 8 một đêm cho cái căn đó. Căn có một dạng gọi là top booking hay gì sao luôn á. Thì mình tính book vào thứ bảy chủ nhật, nhưng mà cũng hết phòng. Phòng đó đã có người đặt rồi. Sau đó mình chuyển sang thứ 6 cũng hết luôn. Xong thứ 5 cũng hết luôn. Cái mình thôi mình tính đổi sang chỗ khác rồi. Xong cái tự nhiên cái lúc đó là mình giao dịch là mình nói chuyện, mình nhắn qua pay của án này có tiền ha. Xong cái án này có tiền nhắn cho mình. Cỡ chừng 5 phút sau cái nhắn lại cho mình nói là bạn ơi, mình kiểm tra lại thì là kiểu thứ 6 phòng nó trống. Và vì ngày trong tuần cho nên là giá sẽ rẻ hơn. Và còn phần trống phòng là 2 triệu 2. Mình thấy cũng ok. Cái đầu mình đang ngồi chung với anh em trong team, mà đang ngồi với có nghĩa giấy á, mình hỏi là ê, thứ 6 này nó còn trống này, hay giờ mình cứ chuyển sang book thứ 6 đi ha. Sắp xếp giờ là được ngày chút xíu, bây giờ mình dồn thứ 6 mình quay là chính thay vì thứ 7 ha. Như là hơi gấp rút luôn á. Tính là anh em tới Đà Lạt một ngày, sớm một ngày ở nơi khác nghỉ ngơi, xong rồi tới ngày tiếp theo rồi vô đây chỉ là tập trung quay và quay thôi, chứ không tính là nơi để ở, tập trung ở gì hết. Xong các bạn biết sao không? Mình đang nói chuyện chắc cỡ 30 giây phút rồi đang hỏi với anh em. Cái mình bị án dí các bạn. Dí hỏi là bạn ơi có chốt phòng không? Để thì cọc thì chốt luôn đi ha, thì cọc luôn đi ha, chốt luôn cọc luôn gì đó. Cọc luôn chứ. Kêu là cọc luôn đi ha. Tại vì phòng này hết, có thể là kiểu sợ có người khác cũng sẽ book á. Thì mình cũng lo chứ. Tại giờ kế hoạch ban đầu là tính là phòng này, thì bây giờ mà chọn nơi khác còn phải đổi lại mấy cái storyboard, woodboard nọ nữa thì cũng phiền lắm. Thế là cũng chốt phòng này luôn. Cái nói vậy cho mình đặt phòng này ha, đặt một ngày. Xong rồi nó bung một loạt tin nhắn, kiểu như là nhắn mà đã copy sẵn tự động rồi đó, bung một loạt số luôn mày. Cái chưa kịp đọc gì hết. Nói chung là kiểu hướng dẫn tìm nhà, tìm chỗ kiểu nọ đó. Xong rồi gửi số tài khoản gì đó. Rồi mình hỏi vậy phòng 2 triệu 2 vậy mình cọc trước 500 ha. Cái bạn đó trả lời mà kiểu mình tới giờ mình còn thấy khó chịu luôn bạn. Bạn đó trả lời kiểu không bạn ơi, mình chuyển tiền cọc là phui hết tiền thuê luôn là 2 triệu 2 á. Xong cái kiểu mình chưa kịp trả lời cho mình mới xem thôi, mình cũng chỉ mới thấy thôi là bạn đó chụp cái đoạn tin nhắn bạn nó nhắn ở trên đó, có nghĩa là trong một cái đoạn tờ A4 đó có một cái phần nhỏ bạn nó nhắn là mỗi tiền cọc chuyển khoản đều phải chuyển 100% thay vì 50% hay gì đó mà là 100% luôn. Bạn đã chụp cái đoạn đó lại, chụp cái đoạn nhắn và bạn lấy cái đỏ bạn nó khoanh tròn lại, bạn nó quăng tin nhắn nó ngược lại cho mình, gửi em cái hình đó như kiểu là mày có đọc không vậy, mày có biết đọc không đó, tao đã nhắn như vậy rồi sao còn kêu là cọc 500. Trời, mình kiểu ủa gì vậy, sao mình trở thành người bị dí mà tưởng kiểu mắc nợ, kiểu ủa sao lại kiểu giống như dằn lại với khách làm gì, dằn mặt với khách làm gì á. Chỉ cần đơn giản nói là chính sách bên mình là chuyển hết 100% tiền phòng đi, nhưng mà không, chụp cái hình đó lại xong rồi tô khoanh lại kiểu ha, khoanh lại cái đoạn mà đã nhắn rồi á. Mà vấn đề là nhắn nó là dạng copy paste tự động á, có một tờ A4 nữa các bạn, nó nguyên một sọc dài nè, chỉ bung cái tin nhắn luôn, mình chưa có thể nào đọc hết gì hết. Thì mình cũng hỏi luôn vậy mình cọc trước bao nhiêu, mình cọc trước 500 ha, 1 triệu bạn đó. Xong rồi kiểu như làm dịch vụ nhưng mà sao cứ hơn thua với khách làm gì á, mà có khi mà nó đang gấp hay cái gì đó mà dí khách phải chốt cái phòng đó, tranh thủ người này người kia đặt hay sao á. Nói chung cũng nó cũng hơi khó chịu nha. Lúc đó mình quay sang cho ý nghĩa coi, đúng là khó chịu thiệt. Tự nhiên cái giống như mình bị mắc nợ vậy á. Cái hỏi lại anh em giờ sao, có chốt không? Nhưng mà tại vì đã định là book chỗ này để chuyển rồi nên không thể nào mà đổi sang chỗ khác được nữa, thì thôi cũng chuyển tiền luôn, hết 2 triệu 2 chuyển luôn. Không thật sự vui vẻ lắm nha.
Xong cái ban đầu dự định của mình á, mình đi mình còn tính làm clip review về không gian, rồi mình chụp rất là nhiều hình đẹp về không gian, kiểu làm một clip review giới thiệu chỗ này luôn. Nhưng mà tự nhiên thấy cái ấn tượng đó cái nó tụt mút các bạn, nó không vui cho mình. Tới bây giờ mình vẫn chưa có clip để review hay là cũng không recommend cái chỗ đó với bất kỳ ai đi Đà Lạt luôn. Như vậy nó hỏi mình đi Đà Lạt hay là hỏi mình về chỗ này thì mình cũng không recommend thiệt sự, tại vì tự nhiên giống như cú tát vậy đó. Có tiếng nói kìa. Chỗ này chill không? Nhưng mà ngoài kia cái âm thanh cực kỳ nhức đầu luôn. Đây sẽ là set quay của mình trong đợt này ha. À, cổng vào chính ở bên kia. Đi vào bên trong, không gian này sẽ là bếp. Cái tông gỗ nâu lên, phút lên rất là đẹp ha. Đầu tiên mình đang đổi setup quay phim lên góc này, mình hạn chế quay dưới ha. À, có cái bàn rất ấm cúng nè. Một phòng, một căn như vậy là ở được từ 4 người luôn. 2 người, 4 người được. Sẽ là có 2 giường ha. Xong rồi lên trên nữa là có một cái giường riêng nữa. Lên coi được. Đó, trên này á, không biết ai bật quạt bật gì luôn. Như cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn xuống dưới. Đó, cái giường ở trên. Dưới đó, trên này 2 người, ở dưới 2 người, phải ở 6 người luôn. Lúc mà mình coi trên hình á thì nhà tắm cực kỳ bự luôn. Tại cái view bồn mà nhìn ra cái view mà nhìn ra ngoài á, nhìn rộng lắm luôn á, nhìn như kiểu như là bồn chuẩn người lớn ha. Nhìn bồn như bồn tre vậy. Không gian hẹp chỉ có như này à. À, chỉ có vậy thôi à. Nhưng mà ít ra là có máy setup nè, đầy đủ đồ chơi hết. Có điều bên ngoài cũng không có view gì hết. Có nghĩa là chỗ này xịn hơn cơ. Cái homestay dành cho buổi quay clip hôm nay nha. Thôi đừng nói vậy, người ta hiểu lầm á. 2.2 triệu để quay vlog sao được. Phải hơn. Xong rồi dùng đây ti không thèm dùng em. Tính ra 2.2 triệu là mua được con len luôn á. Sao có vấn đề gì? Có, rất có vấn đề. Nãy là đang tính quay giữa chừng là cái clip mà mình gỡ cái small rig này ra X4 nha. Để gắn cái rig Strano vô. Nói chung là đừng gắn, nếu mà định đi gimbal thì đừng gắn nhỉ. Rồi tính làm clip để gắn ra xong anh gắn còn lại thôi. Thôi, nhận vô. Ủa, em cũng sẽ có bài cũng đừng có đi gimbal đâu. Cái gì tại, tại vì á mới hốt nguyên một set này luôn nè. Đây là nguyên một cái rig của Tilta với lại cái tay arm ở trên. Rất là mắc tiền luôn. Rất là mắc tiền luôn. Xong rồi thì cũng mới mất 500. 300 là 500 là phú. Ổ điện khó cắm là sao? Là cắm hoài cắm vô á. Cái này xài sao vậy? Nhấn nút là nó chạy á. Phải thêm nước vô không? Nước cho nó đủ rồi. Bấm nút là chạy thôi. Ok. Để cách cỡ 30 xăng. Có cái chiều lên nhé. Okay. Hai bên luôn. Rồi sao nữa?
ủa mặt đi ngủ mà. Nên sao? Mặt đậm hay bão sơ mi? Thử cái hai luôn. Có bị dính không? Nè, lấy cái kia ra mày. Tăng chiếc hẳn như mặt luôn á. Đẹp á. Ừ, đang đẹp á. Rất là creamy luôn á.